Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Tuyền Ô Tô Cũ Sài Gòn. Tài chính chỉ hơn 600 một chút xíu thôi là các anh chị và các bạn nhà mình đã có thể sở hữu cho mình được một chiếc xe 7 chỗ siêu rộng rãi, siêu nhiều option như thế này rồi các anh chị nha. Thì bên cạnh Tuyền đây là Kia Sedona, máy xăng bản full option các anh chị, đời 2016 nha. 2016 tới nay đi mới có 64.000 km thôi. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 636 triệu các anh chị, màu trắng siêu đẹp luôn. Bây giờ Tuyền mời mọi người cùng Tuyền nhìn sơ tổng thể về cái xe này trước rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe các anh chị nha. Màu trắng rất là đẹp các anh chị, và cái màu này là cái màu hot các anh chị ha. Đấy, anh chị nào mình đang tìm xe 7 chỗ đi gia đình, mình chưa biết lấy dòng nào hết thì tham khảo và chốt ngay em này các anh chị. Một dòng xe 7 chỗ nằm trong phân khúc MPV cỡ lớn, cực kỳ rộng rãi luôn. Nhớ là ở lại đây xem hết video với Tuyền ngày hôm nay để xem chất xe em nó nha. Em nay biển Sài Gòn, bên Tuyền có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc, nên là các anh chị nhà mình yên tâm đi cận hơn phần nước sơn giúp Tuyền các anh chị ha. Nước sơn ở đây thì Tuyền thấy cũng không có bị trầy xước gì nhiều. Tuy nhiên thì 8 năm sử dụng rồi các anh chị ha, cái việc có trầy xước ở một vài chỗ hay là dặm tút ở một vài chỗ không thành vấn đề. Ở đời này quan trọng là chất xe, quan trọng là máy móc thôi các anh chị ha. Đèn ở đây là đèn bi nè các anh chị, có giải đèn led ban ngày nha. Cảm biến trước cho mình, rửa đèn pha nè các anh chị, mối nối cản nè còn rất là khích ha. Lớp ở đây thì độ gây gió Tuyền thấy còn khá là sâu các anh chị, độ gây gió rất là sâu ha. Mâm xước dăm dăm nhẹ nhẹ như thế này ha. Vỏ này anh chủ sử dụng là vỏ Michelin các anh chị, khá là xịn sò nè. Đét vỏ ở đây là tuần thứ 8 của 2022 các anh chị ha. Vỏ 2022 mà cái độ gây gió như thế này là biết anh chủ đi rất là ít rồi các anh chị. Đấy rồi, đăng kiểm thì Tuyền thấy còn tới 2025 hết các anh chị nha. Dán phim cho mình rồi, tay nắm cửa có nút mở cửa một chạm ha, cho các anh chị nhà mình nhìn sơ giúp Tuyền một vòng keo chỉ cửa nhé. Thường thì xe đời cao đi lướt nên thì sẽ bỏ qua cái phần kiểm tra keo chỉ, nhưng mà em này đời 2016 rồi thì sẽ quay thật chi tiết để các anh chị nhà mình biết được tình trạng xe thật sự của em này là như thế nào ha. Nếu được mình lên mình xem xe trực tiếp, hoặc là chuyển khoản đặt cọc đi thì sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà cho các anh chị ha. Rồi, keo chỉ nguyên zin, ốc chân cửa nguyên zin nha. Bên hông xe thì Tuyền thấy không có bị trầy xước móp méo gì hết các anh chị. Bên Tuyền bán xe thì luôn cam kết với các anh chị nhà mình xe không đâm đụng, không ngập nước, không đại tô động cơ và hộp số, bao tết hãng nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Đèn hậu phía sau thì còn trong đẹp, không có bể móp gì hết các anh chị ha. Đã có cam lùi, có cảm biến lùi cho mình nè các anh chị. Nhìn sơ phần gầm giúp Tuyền ha. Đấy, sáng đẹp, không vấn đề gì hết các anh chị nha. Cốp em này là cốp điện các anh chị. Đấy, hai bên hông đều là cửa lùa điện hết nha. Ôi, 2016 tới nay mà các anh chị nhìn nè, siêu từ nhà máy vẫn còn luôn các anh chị ha. Những cái dây kích bình, và đặc trưng của Sedona thì sẽ có một cái khoang để hành lý như thế này các anh chị ha, khá là rộng rãi luôn nha. Đây, cho các anh chị nhà mình xem những cái phần nhựa của hàng ghế thứ ba nè các anh chị. Bệ tùy tay học để ly, không có bị trầy xước gì hết nha. Đồ nghề thì được đặt bên này các anh chị ha. Con đội tay quay còn đầy đủ các anh chị. Xe này 2016 các anh chị nhà mình mua tiền mặt giúp Tuyền nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến về phía trước, mình kiểm tra phần nội thất các anh chị ha. Đây, cửa lùa các anh chị. Ghế da nguyên zin từ 2016 tới nay nhưng mà chất da còn khá là đẹp các anh chị. Sàn nguyên bản, trần nguyên bản, có cửa sổ trời hai khung, từng hàng ghế đều có hộc gió làm mát cho mình hết các anh chị ha. Gian lạnh em này là 3 vùng các anh chị, phía trước 2 vùng, phía sau 1 vùng nha. Rồi thì sẽ nổ máy nhé. Đây, xe mình là ghế lái chỉnh điện các anh chị ha, có cảnh báo điểm mù trên gương nè. Cân bằng điện tử, vô lăng ở đây là vô lăng bọc da, tuy nhiên thì 8 năm rồi thì cái gì cũng phải có trầy xước và hao mòn nhẹ như thế này. Vân gỗ các anh chị, có đàm thoại rảnh tay, có ruồi cành trơn cho mình nè. Đi chuẩn là 64.465 km chuẩn các anh chị nha. Táp lô nè các anh chị. Đấy, cái này là keo các anh chị, không có trầy gì hết ha. Màn hình này là màn hình zin theo xe các anh chị nha. Dưới này gian lạnh tự động, trên này là hai vùng, phía sau một vùng nha. Những cái phím bấm không có bị mờ chữ mất số gì hết các anh chị. Cần số nè, có aircon tiết kiệm nhiên liệu nha, sấy mát ghế nè. Đó. Rồi, ở đây thì có sấy sưởi vô lăng nữa các anh chị. Rồi, trên này có cửa sổ trời nữa nha, tiền mở cửa sổ trời cho các anh chị nhà mình xem luôn. Còn hoạt động rất là mượt mà các anh chị. Và một chạm hết nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến về phía trước, mình kiểm tra phần động cơ các anh chị ha.
Rồi, quan trọng vẫn là máy móc và động cơ nhé. Lâu lắm rồi Tiền mới về lại một chiếc xe Serena cọp như thế này. Anh chị nào mình ưng thì chốt ngay đi. Và Serena hiện tại thì bên Tuyền đang còn một chiếc máy xăng đời cao hơn, màu trắng luôn, đời 2020, với giá là khoảng 899 triệu, các anh chị, bản full luôn nha. Một chiếc máy dầu bản full đời 2020, màu đỏ tươi nữa. Nhà mình quan tâm tới hai chiếc Serena, còn lại thì alo về. Đấy, ốc máy các anh chị thấy không ạ? Rồi, bên Tuyền thì nó không có xe lỗi nên là các anh chị nhà mình yên tâm nhé. Rồi, ok, Tuyền nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa các anh chị. Kia Sedona máy xăng bản full option đời 2016. Em này đi mới có 64.000 km thôi. Bên Tuyền đang bán với giá là 636 triệu và giá đây Tuyền báo thì còn bớt cho các anh chị một tí xíu lọc lá nữa khi mà đến xem xe trực tiếp nha. Anh chị nào thích chiếc này nhanh tay liên hệ Tuyền qua số điện thoại bên dưới ngay ha. Và 7 chỗ thì đợt này bên Tuyền cũng còn khá nhiều xe để phục vụ cho các anh chị. Giá mềm mềm thì còn Xpander 2020 với giá khoảng 529 triệu nè. Đang trên đường về Innova màu trắng xuất sàn nữa các anh chị ha. Rồi để Tuyền xem còn xe nào nữa. Còn Fortuner máy dầu có, máy xăng có các anh chị. Đấy, rất là nhiều xe nhà mình đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe 7 chỗ như thế nào. Thì alo Tuyền thì sẽ tư vấn để các anh chị nhà mình lựa chọn được một chiếc xe phù hợp nha. Đừng quên bấm vào đăng ký kênh của Tuyền đi, để khi có xe mới nhất bên Tuyền về, Tuyền đăng lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.